mổ nát cái bụng hết trơn vậy cô? Nát cái bụng hết trơn ba người rồi mới đầu mổ sao đó, rồi cái sau kết cuộc gọi lại giờ chuyển đi Cần Thơ, chuyển Cần Thơ mổ thêm hai lần. Dạ Minh Quận mến chào chú anh chị đang xem kênh Minh Quận. Lời đầu tiên cho Minh Quận kính chúc chú anh chị thật nhiều sức khỏe, luôn bình an trong cuộc sống. Và hiện tại thì hôm nay thì em cùng mấy anh cũng quay lại đường Nguyễn Văn Linh thì khóm 2 phường 2 thì thành phố Sóc Trăng của chú anh chị thì đã thăm cũng như chia sẻ lại hoàn cảnh của người cô Mai thì 61 tuổi thì nuôi người mẹ thì liệt giường và người chồng thì bị mổ. Thì hiện tại thì hoàn cảnh hôm trước anh em có đến thì hôm nay thì em cùng mấy anh cũng quay đây để có số tiền của quý nhà hảo tâm qua kênh mấy anh thì cũng trợ duyên cho gia đình của chú anh chị. Thì em cũng mời chú anh chị cùng anh em để vào bên trong để hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà cũng như chú, gia đình hiện nay như thế nào. Dạ em xin mời. Dạ bà một mình bà mà nuôi hai người. Dạ tổng nghiệp em chào cô. Rồi bà đi lụm ve chai. Dạ. Rồi có ai mua thì mua, nhưng mà có mua cũng có lụm luôn. Sáng mới đi vậy đó, cứ tươi mới làm đồ ăn cho bà khai tả này kia nọ rồi bắt đầu đi lụm ve chai. Dạ. Rồi tới tươi việc khai tả này kia nọ vậy đó, rồi lụm ve chai, chị có đi lụm ve chai. Dạ. Tối ngày vậy đó. Rồi cuộc sống của Mai là hồi xưa lúc mà bà lão mà chưa bệnh đó là cũng như vậy hả cô? Ừ thì cũng vậy đó, bà cũng đi vậy đó. Mưu sinh là cũng ve chai. Ừ, ve chai con từ xưa giờ đó. Người chồng mà lúc mà chồng không bệnh thì chồng. Rồi bà nằm bệnh viện thì ổng cũng già, ổng làm con không nổi, rồi ổng cũng ở nhà chăm sóc cho bà già. Dạ. Tối ngày thầy ổng bả nằm bệnh viện 20 ngày thì ông này ở nuôi bà và vợ 20 ngày luôn á. Tới chừng chở bà này về rồi là ông này ổng bệnh luôn. Dạ. Hai người bệnh luôn được luôn đó. Ừ. Trời ơi. Ôi thấy ghê luôn á, ngã xuống bệnh hết trơn hai người luôn. Trời ơi. Chồng sớm có ba người mà người cũng nữ. Bệnh hết trơn. Hai người trơn luôn. Rồi ông này hổng cũng tính đi đứt nữa đó. Con nghe nói sao mà mổ nát cái bụng hết trơn vậy cô? Nát cái bụng hết trơn ba người rồi mới đầu mổ. Sao đó, rồi cái sau kết cuộc gọi lại giờ chuyển đi Cần Thơ, chuyển Cần Thơ mổ thêm hai lần nữa. Dạ. Mà trong khi đó giờ là coi nói như là bị ung thư ruột già. Ung thư ruột. Ung thư ruột và cắt hết cái ruột gối. Dạ rồi. Cắt tiêu cái ruột gối. Thấy cái vết mổ gì đâu quá trời cái luôn. Nát mấy hết trơn mà luôn. Gắn ống gì tùm lum hết trơn. Tùm lum hết trơn luôn, giờ ba cái đó. Giờ mới đi tái khám hôm qua nữa nè, giờ người ta cũng chưa có tháo qua được. Ta nói chưa có tháo được để cho nó lành mới tháo, nhưng mà thôi chưa có tháo. Chỉ khám rồi nói đưa về thôi. Đưa về thôi. Trước khi mà nghe nói ung thư ruột già là nghe nói là mổ sỏi mổ gì chứ? Sỏi túi mật. Túi mật chứ. Rồi sao tới lầy tới gì đó hả? Lầy luôn hả? Lầy luôn rồi tới giờ hai luôn. Người mà tới lầy luôn. Tới luôn á. Trời ơi, mổ sao dữ vậy? Hả? Ai biết Sóc Trăng này là mổ làm sao mà ra hả chảy nước vàng hoài luôn, tới nhiễm trùng nữa. Nhiễm trùng nữa hả? Trời ơi. Dữ lắm, ông này là dữ lắm luôn á. Cô thấy cái quá cảnh nặng. Mà cô ở gần đây thì chắc cô biết về hoàn cảnh, mà thấy cảnh mà có một mình cùng mà người vợ họ lo cho hai người nằm liệt giường. Trời ơi thấy bả thì ghê luôn, nội thấy tội nghiệp, phải sáng mới ra là bệnh gai rồi vừa đi sáng thấy gà bệnh gai này hết á. Tính ra là cô Mai cũng lớn tuổi rồi. Ủa sáu mấy tuổi rồi đó? 61 tuổi rồi. Họ khổ gì đó. Khổ đó cái người 61 tuổi giờ chơi với con cháu này kia ha. Này bà không có đứa cháu con không có luôn hả? Không. Mình vậy đó. Dạ. Mình nuôi bà già với chồng. Dạ. Khổ quá. Thì hôm nay là về nhà rồi cô nghe, qua đi khám. Hôm qua đi tái khám. Qua đi tái khám. Rồi người ta cho gì à? Cô dắt tôi cũng đi. Nhà đằng kia. Nhà đừng đằng kia. Ở đây quán cô lần này nè cả nhà. Đi. Nhiều vậy đó. Dạ. Chú có 500 trả 500 mà có chịu trả 1 triệu. Không có lời bỏng. Chú là người ăn sớm mà cho gia đình của cô Mai mượn tiền ha, để lo bệnh rồi này kia. Hai lần, lần sáu. Chú không có lấy lời luôn hả? Không có gì mà có nói trước, chừng nào mà bậy á thì mua với chai á trả 500 hay là 1 triệu. Trả chừng nào hết thôi. Dạ. Chứ nói chung là không có lấy lời, cái nào ở sớm nha. Dạ, chú quá tốt luôn. Em ruột chưa chắc được nữa. Rồi anh em ruột không đưa bằng. Thấy hoàn cảnh của cô khổ quá ha chú. Ừ. Bây giờ bỏ cho ông chết. Dạ. Mình cái bên mình cũng đứt ruột phải thấy. Giúp được cái gì mình giúp. Dạ. Nó ngay đi. Đi ra vô là mình thấy đau lòng rồi, mình đâu có nỡ. Mình đi ngang thấy ổng nằm trên cái bố đó, mình cũng đứt ruột. Dạ.
Gà sớm này tình thương nhiều quá ha. Kế bên nhà thì có chú này cũng gần nhà ha. Gần nhà, nhà chú đâu? Chú thấy hoàn cảnh là khổ hả chú hả? Trời tệ rồi đó, giờ ở đây cũng lâu rồi. Có hai người mà bệnh nằm liệt giường. Nói chung cũng có em bả nữa mà em bả nghèo lắm. Có em. Em mà em bả nghèo. Dạ. Nghèo ha. Đâu có đủ khả năng mà ăn hàng ngày đâu mà lo cho ổng. Dạ. Coi ông bả qua bả có hỏi thì mình cũng nói gì đó, nói bây giờ thì cho mượn cái đó rồi chừng nào mà có tiền thì trả từ từ. Là chú là cho mượn tiền lúc mà bệnh này kia đó hả? Đi viện đó hả? Mượn gần 6 triệu hai lần. 6 triệu. Có trả chú chưa? Chưa. Ủa chưa có tiền trả luôn. Bệnh gì tiền đâu trả. Mình có nói chừng nào hết á thì hai vợ chồng đi mua bán gì đó. Dạ. Trả mà 300 triệu gì đó, chừng nào hết thì thôi. Dạ. Giống như cho mượn như làm phước gì đó. Làm phước đó. Chứ không phải là lấy lời. Dạ. Nghĩa là chú nữa là thấy trước mắt đây nè, cứu rồi đi chùa đi chiền hay cái gì chuyện đó ha. Hết bệnh rồi là đi làm có tiền thì trả lại cho chú. Nói chung ổng cũng đi làm bê rồi làm hồ lặt giả kiểu gì ổng làm đâu. Từ là bệnh giờ đâu làm nổi. Dạ. Dạ. Bà già thì bị tai biến nằm đóng như vậy đó hả? Dạ. Bảo thì giờ nằm chỗ. Bà giờ chết rồi. Dạ. Dạ. Hai chồng đây chắc cũng hiền lắm, thấy ai cũng thương chứ ha. Nói chung ổng hiền lắm. Dạ. Ổng thì đi làm, ai mà kêu thì ổng đi làm. Dạ. Rồi ảnh mà ổng làm thì về nhà soạn đồ với cha với bà nè, rồi nấu cơm. Dạ. Đi chợ cơm nước cho bà. Dạ. Rồi đút cho bà già ăn, bây giờ ăn gì nổi nữa mà. Hết nổi rồi bây giờ. Đổ sữa còn không chạy nữa. Dạ. Đổ sữa không vô luôn hả? Đổ sữa còn không chạy nữa. Mới đến có gặp chú gần nè chú. Cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chú. Chú anh em mới vào xuống chị hỏi thăm gia đình. Ở đây là chiếc cái chai đây của cô Mai đi mua cái chai của chú anh chị. Đây mời chú anh chị cùng mình anh em để đi vào bên trong để hỏi thăm gia đình hiện nay như thế nào của chú anh chị. 414/36/39 Dạ, con chào cô. Bác lại thăm cô nè, sao nè, tình hình sao rồi? Đi khám bệnh sao rồi cô? Khám bệnh thì chú đi mình ơn lên tỉnh con khám kêu tuần sau khám nữa. Cứ mỗi tuần mỗi đi vậy đó. Mà chú ngồi đâu được luôn, đi xe taxi mà. Ủa bữa hôm cho số rồi sao? Cho số rồi làm ngày mới đi rồi đâu có điện được. Điện được hết trơn, sao mình không điện? Con cho kêu điện trước 2-3 ngày mà. Trời ơi, ngày. Bởi vì hiền quá. Cứ cười sao 2-3 ngày trước, bữa đó trước 2-3 ngày tại sao không điện người ta? Ủa, con nhớ. Đi nói ngay người ta quen, người ta ăn cô có 500 ngàn. À, 500 cũng rẻ. Còn đi mặn về luôn, người ta đợi. Dạ, cũng dạ, rẻ, nó gì rẻ. Ta từ thịnh cho mình. Dạ. Khám rồi sao rồi? Khám rồi, chỉ bây giờ mà, chưa có rút được cái gì hết trơn, người ta nói tuần sau nữa. Dạ. Giờ mấy gà là không có bác sĩ nữa, nghe nó lễ, không có bác sĩ phải không? À, chỉ rửa thôi nè. Mà cái hai cái bự đó là chưa có cắt được, nó cắt sợ nó bung. Mà ổng về ổng cũng còn đau hoài. À còn đau hoài. Ổng đau tới cô thấy vậy cô chạy ra mua thuốc. Mua thuốc cho uống. Vậy là đi tới khám không có viên thuốc nữa sao? Không có thuốc. Trời ơi. Chỉ ra rửa thôi con. Dạ. Rồi đi tới khám vậy rồi bỏ bà lão ở nhà. Con cô nó chảnh nó đón rồi nó dẫn đi. Trai đón nó chảnh. Trai chảnh vô nhà, cô Mai nhà. Dạ. Tự chú đi. Đâu có bỏ được mẹ. Bà sao rồi? Đâu đi cho bà cho sao rồi cô? Cũng như vậy nè. Bà nằm. Dạ con chào bà. Cô cho bà uống sữa không mà bà không có ăn gì hết trơn á. Không ăn được, uống sữa thôi. Quá tội. Buổi sáng bồng bà ra đây đặng cô đi mua chai chai phải kiếm thêm chứ. Bà ơi. Biết tụi con không? Nó biết không? Nè! Nào, bữa nay biết thì nói chuyện vậy? Nay con lại thăm bà nè. Bà khỏe không? Khỏe nghe, nghe. Bà nói khỏe gì bà biết. Dạ, thương bà không? Nó nằm gì đó. Sáng giờ bà ăn cơm chưa? Ăn cháo thôi. Ăn cháo. Thương bà không? Bà 80 mấy tuổi ha? 81, 82 Trời ơi, mấy tuổi người ta chết rồi. Trời anh chị em ơi, xương hơn rồi anh chị em ơi. Chân là con không có co ra được luôn nè anh chị em. Nhưng cô khóc nữa anh chị em ơi, chân này không có co ra được luôn. Rồi cũng ngắt luôn rồi. Ngắt luôn rồi, cái giò nha.
không có bóp chân gì cho mẹ. Cô có mình ở cô đâu có làm được. Cô đi mua rồi cô đi về lo cho mẹ. Mua bán thì còn nước nè. Nè mẹ chị chảy nước vàng chị giặt sạch sẽ. Cô lập chồng nữa, chồng đâu có đi được đâu. Cô làm hết trơn. Phải làm chứ không có ở không đâu. Nằm vừa suốt tối ngày luôn, rồi tối chiều mới đưa vô trên giường. Sáng cô cho ăn rồi cô bầm ra đây nằm, cái cô mới đi mua dây chai, chưa về cô mua đồ mẹ ăn đỉnh rồi dạ. Chiều cô mới bầm cô, bầm mẹ cô lên thay đồ, thay đạt. Kéo cái giọng xích ra cô vô đó ngồi nè để nói chuyện đâu con dễ chứ, cô ngồi không thấy mặt. Mà bà là cái nhà. Kìa bà nói gì kìa hỏi. Ai hả? Bà hỏi ai vậy? Mấy con cháu mà lâu ngày không gặp á, cháu ruột nè, cháu nội không á. Hỏi gì đi, hỏi bà nói gì. Má quen không? Biết không? Biết không? Không biết đâu mà tại gì. Mắt còn thấy không? Thấy. Thấy hả? Còn thấy. Có bữa ba mề bà tỉnh thì khóc không chết, cô khóc. Có bữa hơi mệt á. Mệt rồi không nói chuyện bậm môi lại không. Dạ, lúc đó là mình hơi sợ đi ha. Ừ, cô sợ quá. Sợ má đi bắt tử bởi vì con nằm cô giữ. À, nằm giữ. Nằm giữ là sợ mẹ cô. À, sợ có gì. Có gì rồi cái gì là ai á. Tại cô nói chồng, chuyện lớn lên lại đi. Chồng ha, cô thì nằm ở đằng sau đâu có đi được đâu có mình. Dạ. Ơn cô đó, cô nằm vậy đó. Dạ, trời mẹ á. À, nằm ở đó. Ở sau ừ. Ở trước nữa. Trời ơi trời. Nằm canh mẹ sao mẹ mất. Nằm mẹ, thí dụ mẹ có gì mình la làng lên trong dạ. Số người ta lợi vậy đó. Rồi chồng nằm sao nữa, chồng đâu phải là bệnh nhẹ đâu. Trời ơi, mổ 2-3 lần rồi nhiễm trùng trong đó. Rồi trong khi đó ung thư đường ruột nữa hả? Đúng rồi, ung thư đường ruột cắt đưa ra ngoài. Trời ơi, cắt đưa cái ruột ra ngoài luôn rồi chị nghe. Cô cực dữ lắm. Ủa mà ung thư này là cắt rồi nó còn vô thuốc nữa, sao không thấy vô thuốc mà gì vậy? Mà sao bác sĩ không được thuốc, không có cho thuốc nữa. Mà cái này nó lòi ra ngoài luôn, cô cũng sợ lắm mà. Nhưng nó còn đau là chắc còn chưa đau, có đau chắc chưa. Chưa à? Nếu ung thư là thường người ta vô quá chắc nha. Sao này không thấy vô chắc. Cái này ung thư ruột già. Ờ, vậy là cắt bỏ nó đỡ hơn, nghĩa là nữa nó lành nhưng mà có thể nó ăn nhưng mà sau này nó lâu ngày nó mới ăn nữa. Bà ngồi vậy không? Bà ngồi vậy cho khỏe không? Ngồi vậy không bà? Ngồi được. Đau, 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 đau cái dai nghe kìa. Đau cái dai. Lỡ hả? Lỡ cái dai nha. Hay chở mình cho bà chứ để bà nằm suốt gì mà không có chở mình được. Gãi. Cô có cắt móng tay hết chưa? Nè, tay mẹ cô vậy nè, cô cắt. Ngủ sơn móng không kìa? Cô đi mua dây chai, có nó sơn cô quẹt cho bà. Trời ơi. À, nó nói ra nó không được phụ nữ hơn 80 mấy tuổi cũng phải diện mới đẹp ha. Sơn ha, sơn móng ha. Đúng vậy. Bữa bữa thấy cô đây lấy con dây buộc cái tay bà lại vô. Đây không buộc đỡ. Sợ bà gãi vô cái vết thương á. Đừng có gãi cái bà ừ, dạ. Hơi lâu lâu bà mới gãi một lần. Rồi cô thấy vậy cô không buộc tay luôn. Dạ. Tối mới buộc. Dạ. Ngứa, cô dùng ngứa chịu không? Nằm hoài đó rồi nó gỉ gỉ nè. Mẹ biết mấy chú này không? Biết con không bà? Biết không? Bữa con có lại thăm bà đó. Ờ nhớ. Nhớ. Chị à. Ờ nhớ chú. Mẹ cô bẩm môi nè, cắn cái lỡ không biết sao. Cắn lỡ miệng hả? Dạ. Không ăn là bẩm vậy nè. Kỳ vậy đó. Cắn môi đó. Cô sợ. Cô, nhiều khi tỉnh, nhiều khi mê, con ơi khổ lắm. Cô phải canh hoài. À, phải canh hoài. Ừ. Nhiều khi, thí dụ mẹ có đi bác tử thì mình cũng biết. Vậy. 81 phải không? 81. Cô, bà 81 thôi. Nằm suốt như vậy. Sáng giờ nằm đây hả? Cô mới bầm ra. Mới còn ra hả? Cô bầm nên cô đi mua dây chai cho mẹ ăn xong. Nghe mấy con lại lên ở nhà. Nghe lại mới ở nhà chứ không sáng cô đi rồi. Dạ. Sáng nào cũng đi hết. Đi trưa mới về. Mua một kiến mới về. À mua một kiến rồi mới về. Mới về lo tới chiều rồi mới lựa đồ gì bán. Trời ơi không nghỉ ngơi gì được luôn. Không có nằm được nghỉ lưng, không có nghỉ trưa gì. Sai cô quá. Sai cái gì? Sai đổ này đổ kia đi mua đồ ăn cho ổng. Nhiều khi ổng ăn được, nhiều khi ổng ăn cũng không được nữa. Dạ. Mua về rồi ăn miếng là bỏ. Thèm vậy thôi nha. Thì chứ đang cắt cái đường ruột mà đau rồi 3-4 lần mổ nữa mà. Thèm người kia mua về mà ăn không được nhiều. Cái người bệnh thì lúc nào cũng vậy, bực bội thì mình nuôi thì mình phải hiểu ý. Không hiểu ý thì sẽ gây ra cái giống như là cãi lộn nữa. Khó lắm. Bà có ngồi vậy hả? Ngồi vậy không?
ngồi vậy với cho khỏe. Đỡ bà ngồi vậy chút xíu ha. Ngồi không? Hay bà. Ngồi không con đỡ. Đỡ ngồi vậy xíu đi. Ngồi không? Thôi ngồi thử coi. Để đỡ có ghế ngồi không? Có chân mà dạ chân nghe vậy chứ. Ta cho cái ghế. Đưa qua ghế qua ngồi ngay. Lấy ghế đó qua cho bà ngồi thử. Mình cô đỡ bà ngồi cũng được. Đỡ tiếp bà ơi. Anh đưa máy em quay anh đỡ trước bà muốn ngồi vậy nó ngồi. Dạ bà muốn ngồi vậy. Đỡ tiếp cho cô. Để chân ra kìa. Đã thức được ngồi phía trời co gấp người rồi đó. Giờ còn cái nhà gì nữa? Cái gì la không con giờ này giờ quá. Giờ kìa. Nó nằm giữa cái nhà không có rồi. Bấm góc xà mấy trời gì. Bồng mẹ cô để lên đây cô dẫn đi tắm không á. Ôi dù, anh nghe được Phật. Xe này đó mình... À, lão 81 tuổi này anh chị em. Xe được điện cho. Chừng thì không có coi ra được mấy anh chị em ơi, bên coi được nhiều bên kia là không được á, rồi giờ biết ốm quá trời ốm rồi ráng uống sữa vô nghe bà cho mặt lên vườn hoa không cả nhà đó. Mình lên được không cô? Hai người không trời ơi 61 tuổi anh chị em phải khom lưng bưng bưng mẹ anh chị em. Ừ, quá tội anh chị em ơi, trời ơi, cái này cho bà lên trên ngồi cho đỡ. Lỡ gì đó. Đâu, cái dây đâu kìa. Lỡ cô xích bi xích gì cho đâu, đâu cái dây đâu cô. Xích vô. Rồi nắng ngồi vậy nha. Ngồi cho chú vậy. Cái chân không có con. Gì không có tuổi 80 mấy. Ừ, chê rồi. Bà hiền lắm. Ồ, ngồi được đó, ngồi đi cho nó thoáng. Thôi nó khỏe cho máu luôn không. Rồi má để vậy đi rồi má ấy cô ai hớt tóc cho mày cô hớt đại cô hớt đúng rồi rồi hớt rồi cái dòm mình ơn rồi thấy ngọn ngọn sắc gần luôn kìa đó. Ừ cô rồi cái dai bị lỡ hả đâu đây bên đây một lỗ nè bên đây hả nãy cô chỉ mà chưa thấy thấy bên đông á bên đây bên đâu đó đó đúng bên đây nè một lỗ luôn xem bên đây nè đâu rồi kìa trời lỡ gì nè kìa móc trời sâu ơi sâu luôn vậy tới xương luôn ghê vậy luôn á cô xích mỗi ngày tới xương luôn rồi bởi vậy cô cột tay là phải nè ôi trời tới xương luôn mình không có lấy gì băng lại đỡ đừng cho bà băng cũng móc ra không được đau lắm luôn cô rửa dữ lắm đó cô kỹ dữ lắm luôn ồ tới xương ngoại tử thịt á thì đó cái này ngoại tử đau 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 biết đau rồi cho bà uống thuốc vậy không có mua thuốc tàu cho bà uống. Cái này mua thuốc tây giảm đau hay này kia chứ cô gắt bi vô cô sức cô mua nước rửa dữ lắm mà bà không biết gắt thì mua thuốc nhất đỡ cô bây giờ cô làm cái gì bà cũng móc hết trơn á làm như cái thịt này ngứa không chắc ngứa hư cái thịt chứ sao mình mẩy không có lỡ chỉ lỡ cái chỗ đó không nè có tiểu đường gì không không mẹ khám không có tiểu đường chỉ có lúc trước là bị giống như tai biến rồi tới dày vậy đó tai biến đột quỵ gặp bả bị đột quỵ rồi mới thành tai biến luôn dạ dạ nhờ chích mỗi thuốc 12-11 triệu kháng sinh rồi thành tai biến luôn cái từ đó là giống như liệt người luôn đấy liệt luôn liệt không có luôn. Đi được luôn dạ bà ngồi được lắm. Làm nhà sạch sẽ người ta kêu bà kêu ngồi ấy vậy cả mời dạ, dạ, ngồi đây trời biết kêu ngồi luôn bữa nay bữa nay mời ghế ngồi luôn cái này biết tụi con lại làm gì không hả không tụi con lại thăm bà rồi cũng có cho sữa bà uống cho sức khỏe lại cái này mà cô có thời gian để ở nhà lấy, cho lấy, bà cái... ngồi đẩy tới đẩy lui thường xuyên rồi bà cái nằm ở trên võng hoài tuổi con mình cô lớn tuổi rồi bệnh lớn tuổi á dạ bà lớn tuổi cái năng hồi phục khó lắm hồi không nổi đâu cái này hồi mê bé hồi tỉnh lót cái sau lưng đó. Lót hàng cổ cô cho cao lên dạ, chủ yếu là uống sữa này kia thì vừa vừa thôi cao quá rồi cái đó lót được rồi cái đó cao quá nó cho cái lưng nó lên nó đó đừng cắn vô đó nó ghét vậy là sáng là tắm rửa chùi cho bà ăn xong rồi mới đi chiều chị mới lau mình không có thời gian cho mẹ ăn rồi chiều chị về chị mới lau mình để nhà bà có khát nước rồi sao chưa cô về cô cho uống ăn rồi nước. Cô mới đi nữa thầy cô đi theo giờ chứ đâu có đi mà xuyên suốt được dạ rồi lớp ổng
đi không được, ổng xài cô dữ lắm. À, chú cũng ngồi đó thì cuộc sống cô hồi xưa tới giờ là có khi nào mà được một khúc giây nào để sung sướng giống như là đi du lịch hay này kia với giống không, hồi nào giờ cô không biết đi du lịch. Không biết luôn. Trời ơi. Sống với 61 tuổi rồi cho giờ là cho lớp lớn là 15 16 tuổi là chưa biết đi đây đi đó gì chưa. Người ta rủ, người ta chị kêu về, người ta kêu đi thì đi có một lần một rồi không biết không có tiền đi đâu. Dạ. Tối ngày làm hoài đâu có tiền. Giờ đó giờ sống với mẹ. Sống mẹ. Sống với mẹ không, hồi đó không có sống với mẹ mà cô làm ở Cần Thơ cô gửi tiền về nuôi mẹ mà. Dạ. Nuôi từ đó giờ. Đâu có ai nuôi, đứa nào cũng khổ. Chỉ có cô đi mua dây chai có tiền chút đỉnh nuôi mẹ thôi. Lâu lâu gửi về 500 triệu cho mẹ xài. Hồi đó mẹ còn mạnh. Rồi từ cô về đây gần 2 năm rồi mẹ mới bệnh rồi cô nuôi luôn tới giờ. Dạ. Là về đây bắt đầu là cái nghề dây chai luôn. Nghề dây chai luôn, nào giờ cũng mua dây chai. Vậy là ở Sài Gòn cũng dây chai hả? Cần Thơ cũng dây chai. Cũng đi mua sinh dây chai. Cái đó là bên chồng cô. Bởi vì là cô có một người con hả? Có một thằng con còn nhỏ 20 tuổi, dạ. Chuyện khô à, đi làm mướn không à. Dạ. Mà dạ. Cô, con của cô cũng có hiếu lắm. Dạ. Nuôi ổng. Dạ. Nuôi mà đâu có tiền bạc gì đâu, đi xin cơm từ thiện ăn không một con. Chú thì đang nằm ở dưới hả cô? Nằm ở dưới. Rồi. Cũng hai người nằm đi, đâu không thấy khổ. Bây giờ mình xuống thăm chú dạ. Đi. Cô để cô đâu? Để cô ra trước luôn á. Đâu đẩy được, này đẩy được đâu. Đẩy đâu? Đẩy dưới luôn. Ờ, dưới luôn. Đẩy đường nào cô? Đi đừng. Không phải gào lại, để cô đâu có dính được đâu. Đẩy lên kia, bật cái nút. Nút bên kia có, kìa. Đẩy lên, đang gãy cho nè. Đẩy đường này nè. Mà đây trong nhà ghi lên, khoan ghi lên tiếp. Ủa sao nó bạc bạc vậy? Chưa. Bánh bên này bánh bên đây chưa kém. Ghi lên tiếp luôn. Bánh bên kia đi ghi tiếp. À, ghi cho bà ra. Khơi nắng cả nắng rồi vậy, khơi rồi vậy nha. Rồi, đẩy bà đi chơi nha, đi du lịch nha. Có hai người. Chứ bà nằm chỗ một nó vậy nha. Đợi nó. Tồi túng. Đẩy bà ra ngoài này luôn. Đây kính thưa anh chị em, bà lão 81 tuổi, mắc cái chứng bệnh là tai biến, không có bị gì chân tai biến, rồi xong là lối xóm cũng vẫn là cho mượn tiền 12 triệu, mà trong khi đó thì chữa trị không hết, mà bây giờ là trong vòng 2 năm thì nằm như vậy anh chị em. Xương thì bên chân thì coi ra coi vô hết được rồi, bút bà ốm cả này nè anh chị em. Này chủ bà ra chân ngoài đường rồi. Chủ rồi nằm trong kìa, có chỗ chủ. Chủ rồi nằm đây nè, rồi. Lấy cái bàn đi. Chào chú nha. Dạ, chào chú. Mở đèn lên. Đó, nhà mà ăn cặp vậy là vui nè anh chị em. Bật cái bánh đi anh, cho đứng lại anh để chạy anh với anh ta. Chạy bánh. Đập mạnh xuống anh đi. Hai người bệnh như thế này. Chú thấy sao rồi chú? Sao chết? Trời ơi, đồ chết nữa nay. Kỳ vậy đi tái khám chú. Vậy. Chú. Tái khám về mà. Nó cắt chị không cho viên thuốc nó uống hết trơn. Sao kỳ vậy? Rồi về chú thấy đau quá thì chú lấy cái tổ cũ đi mua uống nó đỡ đỡ. Dạ. Ủa con thấy cái vết thương nó bị nhiễm trùng kìa. Này lòi. Nó không có làm nó đỡ kìa. Cái chỗ cái ống này nó đổ quét rồi kìa. Ui. Về mà không cho thuốc uống. Chắc nãy đi khám thì nó có thuốc uống chứ. Nó không cho. Kỳ vậy sao? Nó khỏe rồi, giờ từng sao đi nữa. Cắt khỏe hả? Uống nhiễm trùng luôn kìa, nó quét kìa, nó ra mũ luôn kìa. Cái ống kìa. Ống này ống dẫn ra đây nè. Ống mũ. Trời nè, hoàn cảnh nè. Một người phụ nữ 61 tuổi, nuôi hai người, một người thì 81 tuổi. Thì giờ nói chung là kêu bằng bại liệt rồi đó anh chị em. Một người đàn ông là người chồng nè anh chị em. Quá tội, mẫu 3 lần anh chị em. Mẫu 3 lần lên đây giờ tới Cần Thơ. Thì đó, khoáng thêm cái nữa là ung thư đường ruột nữa anh chị em. Đường ruột nó già non gì đó anh chị em. Già nó trời ơi. Giờ hôm nay là thấy mệt hơn lúc trước nữa hả chú? Thấy hôm nay chú mệt mỏi hơn nhiều nè. Cái ống đó nhúc nhích nó lòi nó mở luôn. Bên đây vắng cái hốc môn. Nhiễm trùng, nó không nha. Hốc môn thụ. Nó không có lành nữa. Ống muốn chết nè, chơi tới hai ống luôn. Và trong khi đó không có thuốc gì sao chịu nổi, trời toàn là vết mổ, vết đâm không à. Phải có thuốc liên tục.
Vậy là mua thuốc ngoài uống nhiều quá. Mà mặt bữa nay là thấy yếu hơn bữa hổm nữa, đuối hơn nữa nè. Hôm bữa con gặp chú thấy con ấy hơn. Lấy cái gì kê cái gối cho nó đỡ không? Đỡ mỏi không? Ăn uống gì được không? Uống không ngon ăn. Trời ơi. Uống không. Đang là mổ mắc sức mắc máu mà ăn không được nữa. Mắc bệnh đã. Rửa cái vết thương đi, không ai rửa đi, mua thuốc rửa về rửa. Cô rửa mà. Thuốc đỏ. Nhưng mà tại mẹ mất riết mà nó. Có thuốc đỏ gì không cô? Có, cô mua đầy đủ. Rửa. Để nhiễm trùng. Lỗ sâu ấy thôi lưng luôn, mà chú coi nè. Xong khi con trai về phụ lo đi cô. Con trai cô nó không chịu về, nó đi làm không. Đi làm không chịu về hả? Làm nó có tiền nữa lo cho cha. Cô hôm nay mệt quá nè. Con hỏi cô là những lúc vậy rồi cô có giống như nghĩ mà nghĩ vẩn mà giống như này kia không? Con nói thiệt con ở tại đừng có mẹ cô đi rồi cô buồn làm không có nổi rồi thấy mẹ rồi chịu không nổi vẻ ngán vậy. Ngày nào cũng đi hết trơn, người ta thấy tội nghiệp, người ta ưa chỗ này chỗ nọ. Dạ. Nên thấy cô làm tối ngày người ta tội nghiệp. Dòng ai cũng thương á. Ai cũng thương trơn á. Cái xóm này ai cũng thương. Lễ mà người ta cũng cho vài 300. Giống như con thấy nhiều cái hoàn cảnh như nghèo khó khăn, nhà thì 2-3 người bệnh, cái giống như uống thuốc này kia. Cô có giá có suy nghĩ như vậy không? Cô thì cô không có suy nghĩ chết, mà con muốn đi mất được độ chứ ở khổ quá trời. Tức nghĩa là trước mặt thì nhìn này thì mình không lo không được. Phải rồi. Không có con nữa thì ai mà lo được, nên là mình không có bỏ. Không có bỏ, không bỏ được đâu. Bây giờ tới đâu, tới chú không bỏ mà vậy nữa đi chú giờ phải chịu nha. Nhờ mạnh thường quân cho tiệm, cô mừng dữ lắm. Đang mua thuốc, mua tả nữa trời. Thì đó mạnh thường quân giúp là chủ yếu là cho cô bớt đi. Đụng cái chai lại, bớt, đi ngôi quán cái chai lại để nhà lo đó. Chú đi khám về tưởng đâu là chú nếu mà rồi. Cô mình có chết đi, mẹ cô bỏ cũng ai lâu hết trơn, mấy đứa em đứa nào cũng khổ hết trơn. Cô suy nghĩ vậy thôi, kệ khổ tới đâu làm tới đó, tới đâu hay tới đó, tiền thì mình trả từ từ cũng được. Trước mắt là lo cho bệnh trước nha. Rồi dạ. Con thấy chủ nợ này, cái chú cho mượn nợ nãy đó thì chú nói là chuyện nào có trả ha. Chú đó cũng tốt. Ừ, người ta cũng giúp mình á, chuyện nào có thì đi làm trả chứ chú không có đòi. Chú này hai đợt, con mượn nợ chú đó hai đợt rồi, cô gắng nốt trả. Có nhiều trả nhiều. Đợt sau dính nữa. Dạ. Bây giờ nhà hai người bệnh này vậy nè, biết sao nữa. Coi dọn cho chú nè, chú Tâm đúng không? Chú Tâm mà khỏe lại thì chú có thể là Phật đỡ giúp cho gia đình được. Giờ chú như vậy rồi mà nãy chú làm chuyện nhà. Dạ. Này yêu cầu mà vợ tự nhiên có mắc cái bệnh như cái nhà giờ. Này yêu cầu mà chú đi tới đi lui được thôi cô, rồi bớt được 40% mà. Nhưng nấu nước này kia cũng đỡ. Cái đó chưa bệnh là thay tả thải đồ cho bà và vợ không. Ồ chú làm luôn hả? Lên nhà thương nuôi cả. Ôi giỏi vậy. Lên nhà thương nuôi hai mấy ăn. Chú ơi đang sức khỏe không có đừng khóc chú ơi. Chú nói là thời mà chú còn khỏe là cô đi làm. Chú là chăm sóc mẹ vợ, thay tả đồ cho mẹ luôn. Dạ. Ít có người con để nào làm được gì đâu. Có... Mấy đứa em chị thương lắm. Vậy là chú rất là tuyệt vời luôn. Mà không ngờ bị bệnh như vậy đó cả nhà. Người đàn ông mà đau đớn với khổ dữ lắm mới là chú cũng đâu có muốn nghe chưa? Chú đâu có muốn nằm như vậy đâu. Để dính vô cái bệnh đó thôi, chú cũng đâu có muốn nằm như vậy mà để mẹ làm khổ vợ đâu. Nằm nhà thương là mình thôi. Dạ. Cô đi kiếm tiền. Dạ. Cô đi kiếm tiền rồi chú chăm sóc cho mẹ. Chăm sóc. Rồi. Cô vô chút xíu rồi cô về cô nhậu ngủ nhà rồi sáng cô đi mua rồi trưa cô mới vô. Dạ. Ổng ở nhà thương 24/24 lúc đó là chưa có nằm. Còn đến chừng mẹ về được 2 tháng là tới ổng. Dạ. Ông nằm cái cô mới khổ. Bởi vì cô thương cô đâu có bỏ được. Không bỏ. Bây giờ là mua thuốc rồi hả chú? Chú Tâm có thuốc uống chưa? Có 3 ngày. Mua thuốc rồi nha. Để mua thuốc nhất chút gì đó mình ra mình lấy cái to đi mua nhiều để dành mình uống tới ngày mình đi tái khám luôn. Rồi lên chẳng chú có xin thuốc không? Biết buồn biết là đang nói chuyện là nghe cái hoàn cảnh là gia đình con gái mình đang khổ, đang khó khăn. Biết không ngoại? Ngoại? Biết không? Biết mà là con gái nè, người cô này là con gái cô phải không? Gạt đầu khó khăn giờ là vừa nuôi mẹ già mà trong khi đó chồng thì như vậy nữa biết không ngoại
Biết, gật đầu biết luôn rồi anh chị em ơi. Bữa hổm vô đâu có buồn như vậy đâu, bữa nay là biết mà mặt quá cho buồn luôn. Bữa nay buồn là bà biết không buồn. Ừ, bà kìa. Cuộc sống một người phụ nữ mà bao nhiêu năm trời gian nan mà bây giờ phải nằm ngồi như vậy nè anh chị em. Đau lắm, lòng lắm. Chú sáng giờ uống sữa không chú? Có. Uống sữa gì? Uống sữa hộp mới... Cho uống sữa gì cô? Đâu lấy con coi cho uống sữa gì vậy cô? Cái sữa hộp bữa hổm đó, với sữa gì mà vitamin một lắm 200. Bữa nay con có đem sữa của Mạnh Thường Quân theo kìa, cho nhiều lắm. Cho cả nhà mình uống luôn, ba người uống luôn chứ không phải là một người, hai người đâu. Đó, ba người uống luôn. Dạ đây. Đó, cho Mạnh Thường Quân cho nhiều sữa lắm, sữa cho người già. Gán uống sữa để cho có sức nha chú. Ăn uống có ăn được gì không? Không ăn được gì. Rồi, bệnh này không ăn uống được gì nữa. Cái bàn đây. Có cái bàn, để trước kia, bàn đỏ rồi nữa kìa. Cái bàn cắt lên. Để sát vô con, để sát thấm lên, để sát vô lên. Ờ để sát, ờ rồi đó, ừ, cho nó dễ quay. Để quay cái hiệu thuốc thôi, em hiệu sữa được không? Không sao đâu, không sao. Hiệu sữa cho người già. Đây, kính thưa anh chị em, sữa này anh chị em là Mạnh Thường Quân cho mấy hộp? 10 hộp. 10 hộp sữa anh chị em, 10 hộp sữa này là 10 hộp sữa luôn. Tiền cô không anh chị em? Mua nhiều để cho cô uống luôn á. Ba người mình uống. Giống như cô mà về mệt ăn uống được á, uống có cái sức khỏe lắm canxi á. Ồ, nè anh chị em, sữa của cô, mấy cô bên nước ngoài. Cô Ngọc ở Úc á. Ở Úc anh chị. Cô Ngọc ở Úc là nhờ gửi uống rất là lâu ha. Cô Ngọc. Cảm ơn cô Ngọc nha. Mua là để uống lâu dài luôn á, tại vì biết anh em mình cũng đi nhiều hoàn cảnh á, sợ không có quay lại. Cô nói mua một lần, mua nhiều đi. Về để dành uống. Quá trời luôn ha. Quan trọng giờ chú nè, thấy chú yếu quá trời, không biết sao nè. Đi khám rồi á, mà về rồi mà vẫn mệt chứ không có khỏe nè. Giờ còn đau, chú cái vết thương nó còn đau nhiều không? Đau quẩn quẩn rồi. Đau trong bụng hay sao chú? Đau nguyên cái vùng bụng. Cái mổ mà nó ghim á, sao chịu nổi. Chú đi ấy về nè, nó đau nè. Còn bữa thì như nó đỡ hơn đúng không chú? Bữa thấy chú tỉnh hơn. Tại không, chú đi hôm qua mà phải không? Nó có động gì vô trong không chú? Ngày. Bác sĩ có làm gì vô trong không? Chỉ cắt chỉ thôi. Vậy là có cắt chỉ rồi mà sao giờ nó động ở trong đau trong không? À phải rồi. Là chỉ thép không có cắt được, nó sợ bung á. Dạ. Rồi từ sau mới cắt được cái ấy cái này ra. Không chỉ. Không cắt là nó bung thịt ra đó, bung thịt ra mình ghim á. Tao không muốn cắt đó. Đó là chỉ thép. Ừ, chú nói chỉ. Dạ. Này nó mở mũi chỉ tan thôi. 3-4 tháng gì không biết có đặt cái hậu môn gì vô trong bụng không nữa. Cái đó tùy theo. Cái đó lâu lắm á. Cái đó tùy theo nữa. Cái đó mình làm từ từ. Mình làm cái này trước xong rồi. Có nhầm người là treo như vậy luôn á. Cái cô mà ở Mỹ Xuyên đó là treo đó, cái bọc mình không? Cái gục đó. Mới giải mà lỡ. Bà thì giờ cái lưng. Cái lưng móc nguyên một cái lỗ luôn. Móc nguyên cái lỗ luôn. Thấy xương luôn nãy. Trời ơi, anh không dám nhìn luôn. Cô rửa hoài. Chú hút vô. Nó sâu vô trong. Tại vì đâu còn thịt nữa đâu. Da không à, móc á. Bởi vì nó vô tới trong. Thì đâu. Chắc nãy và ngứa. Thì đó. Khó chịu. Mà gãi. Nằm hoài á, rồi cái lưng nó da chạm ngứa. Mà cái mình không lỡ mà ngay cái chỗ đó không à. Dạ. Nó không. Hôm bữa Mạnh Quân cho tiền nay còn không cô Mai? Còn nhiều không? Ngày con chi tiêu này có chứ anh chị. Tại vì cô đi bán nữa rồi ở Nhật đó. Để dành dụm nha. Cô xài tiền tỷ mỹ quá trời ha. Kỹ lắm mà. Dạ. Rồi tiền xe không hết 500 ngàn rồi. Cô là không có xài bậy luôn anh chị. Tính là từ hồi bữa mua tới giờ cũng 1 triệu mấy. Triệu mấy. Cô giữ tiền hả? Chú có giữ tiền không? Chú đâu biết gì mà. Dạ. Chú không giữ tiền. Mì là chưa ai ăn luôn. Mì thì nhà có ai đâu, có mình ăn cô. Có mình ăn cô mà. Có mì nữa đó. Gạo bữa hổm chắc cũng còn nhiều à, bà bao có ai ăn đâu. Có mình ăn cô nấu ngày dạ. Lên chú rồi với bà uống sữa rồi không này kia. Ví dụ muốn ăn cái gì thì cô đi mua cho ăn thôi chứ cô đâu có ăn. Dạ. Giống giờ như chú còn thiếu gì không chú? Có còn cần cái gì nữa không? Chú hả? Chú chỉ cần sao cho nó hồi phục sức khỏe là đi lôi cho gia đình, đi lôi cho bà vợ rồi. Chỉ cần cho mình khỏe lại thôi. Còn hiện tại là những vết thương hay là thuốc men hay cái gì đó mình có thiếu gì nữa không chú? Cũng còn thiếu thuốc nữa. Thiếu thuốc.
Vậy cần mua thuốc nhiều thêm ha, để uống. Vậy là phải đi mua thuốc nhiều lên cho chú uống coi. Cô lấy cái sổ mua viên nguyên uống tới cái ngày á, đừng nói uống tới cái ngày mà đi tái khám lại luôn. Để mình mua mua viên dĩ á. Mua 3 ngày hả chú? Mua 3 ngày nữa. Tại từng lễ đó, sợ mua dư cái rồi vậy. Đúng rồi, cũng tiết kiệm. Mua viên dĩ uống nó ngại hơn là mua liều nó hình như nó có to sĩ. Ừ, có to. Chú thương quá luôn, nằm gì đó, nằm gì đó. Cái này mệt mệt, kêu bác sĩ kêu lại vô nước biển ta vô không ta? Không biết nữa. Chắc vô á. Vô á. Nước biển vô đâu. Vô á. Vô nước biển vô á. Ở đây rồi đó giờ có kêu ai vô nước biển chưa? Kêu bác sĩ là vô nước biển. Không biết hả? Cho chú khỏe, tại vì mới về nè, mất sức, ăn không được nữa. Anh có số ai không gần đi chú xíu đi cho cho sư cô số rồi có gì vô nước biển cho chú giữ sức khỏe. Tại chú ăn không được á, rồi chú mới cắt dĩ sức khỏe nên là đau rồi chịu hỏi lắm. Mấy cô hàng xóm rồi. Kêu dùm tại giờ có tiền rồi mình vô đi, chai 200-300 ngàn cứ vô cho chú, vô cho chú khỏe rồi đỡ đau nữa, cứ nằm hay vô thôi không có gì đâu, lâu lâu vô ông chai chứ đừng để mệt quá không tốt đâu, mình phải gồng lại với căn bệnh mới được. Tội nghiệp bán loại cái ưa chợ đi mua hủ yến hủ 130 mà ăn ghé nào được. Bé chỉ lại đây như gì á. Bữa nay có lại hả? Không, mấy bữa nay không có lại, có chỉ lại đây nè. Dạ. Rồi cái dẫn đi mua hủ 130 mua hai hủ ăn 2-3 ngày mới hết. Dạ. Mẹ cũng ăn mà chú cũng ăn 2-3 ngày mới hết. Ăn cái đó cho khỏe. Tốt cho người bệnh luôn. Rồi cái hỏi uống ăn nữa không? Có chú nó ăn được. Ngán hả? Cho uống sữa không? Dạ. Hôm nay thì tụi con đến thăm thì cũng có để coi coi tình hình sức khỏe của chú á, chú Tâm nè với bà coi như thế nào. Bên cạnh đó thì cũng có quà của Mạnh Thường Quân á, tụi con cũng đem đến. Nó giống như tiếp sức với mình vậy đó, để cho chú có tiền để đi trị bệnh. Thương chú quá mà giờ. Chú mong hết bệnh rồi chứ thực sự thì tiền thì ai cũng cần, nhưng mà chú quan trọng bây giờ là chú chỉ mong cho chú hết bệnh thôi. Hết bệnh thì cũng phải cần tiền mới có tiền thuốc, mới tiền đi tái khám. Thời gian. Thì đó thời gian nó lâu dài. Cô thì cái sức khỏe cô 61 thì nói chung ngày kiếm mưu sinh để đủ tiền để ăn uống, để giữ sức khỏe, để lo cho hai người bệnh nhà thôi, chứ thật sự chứ muốn kiếm tiền mà để lo cho hết thì lo không nổi, lo hết bệnh. Cô bà thì bà bệnh lớn tuổi. Bà lớn tuổi. Bà là coi như là như vậy luôn rồi đó. Có chú thì có thể hồi phục lại, là có thể tiếp gia đình này kia ở nhà nè. Thì qua kênh của em thì em trao sữa chứ đi. Anh trao đi cũng được, anh cho anh Tấn trao đi. Anh đang hút thuốc. Nó đứng ở sau nè, nó là nằm sau mày lui, là đạp nó hút mày. Thì hôm nay con đến đây á, thì con cũng nhận được thêm ít tiền á của Mạnh Thường Quân, thì cũng gửi cho gia đình mình luôn. Để con coi cái của Mạnh Thường Quân biết ha. Bữa giờ thì cũng cả tuần ha cô, con mới đến hả? Tuần chưa ta? Cả tuần. Cô không nhớ, cô đi khách hàng cô không có để. Thường chú quá, chú nằm cả nhà, chú rất là mệt đó cả nhà. Ngày nào cô cũng đi mua đặng kiếm ăn riêng cô ăn. Thì hôm bữa thì anh em tụi con đến thì cũng trợ duyên từ Mạnh Thường Quân chích quỹ gửi cho gia đình mình quà với lại tiền rồi đúng không? Hôm bữa được nhiêu cô nhớ không? 5 triệu. Bữa là được 5 triệu ha. Thì hôm nay thì khi mà về tụi con đăng tải video lên á, thì cũng có cô Cúc ở Đại Tâm thì cũng gửi một cái số tiền của quý Mạnh Thường Quân giấu tên là 500 ngàn. Tiếp đó thì có một chị gái chủ quán phở 45 ở Sài Gòn thì cũng gửi 500 ngàn. Tiếp nữa thì có một em gái xin giấu tên gửi cho gia đình mình số tiền là 2 triệu đồng. Tiếp đó thì có cô Huệ ở Bỉ thì gửi số tiền là 400 ngàn hỗ trợ gia đình mình. Tiếp đó thì có anh Trọng hỗ trợ 200 ngàn. Tiếp đó thì có chị Tiết Sang hỗ trợ là 1 triệu đồng. Gồm một Mạnh Thường Quân, cuối cùng thì đó là cô Ngọc Như Kiều Út. Thì cô dặn con nè, mua 10 hộp sữa ha, 10 hộp sữa cho gia đình mình. Đây là cô rồi bà rồi chú uống luôn nha. Dạ. Bên cạnh đó thì cô Ngọc Như Kiều Út, khi mà xem được thì hoàn cảnh của mình á cũng rất là thương. Thấy bà bệnh rồi chú bệnh nè, đặc biệt là chú nè cả nhà. Đó thì cô Ngọc cũng gửi thêm một số tiền là 5 triệu đồng để hỗ trợ gia đình mình á. Đó là phần của cô Ngọc Như Kiều Út. Thì tổng số tiền hôm nay thì con đến thăm gia đình rồi gửi cho gia đình được là 9 triệu 600 ngàn ha. Dạ.
Cô mừng không cô? Mừng đó. Dạ. 9.600.000 cho tiền của mình cho để dành lo bệnh cho bà. Cảm ơn mạnh thường quân giúp đỡ trong cơn hoạn nạn khó khăn. Cảm ơn những người hảo tâm có sức khỏe lâu dài để thôi chú mệt thôi, chú mệt quá chú nói không nổi rồi. Dạ, chú cảm ơn mạnh thường quân. Thật sự thì mạnh thường quân thì không ai biết là ai luôn, nhưng mà chỉ nhìn thấy cái hình ảnh thôi, thấy cái hoàn cảnh như của mình như vậy thì mạnh thường quân phát tâm để giúp đỡ. Cũng nhờ những tình thương của mạnh thường quân đó nên tụi con cũng mới có cái điều kiện mà để đi hỗ trợ cho gia đình như thế này. Giờ con xin phép mạnh quân ha, gửi số tiền này cho gia đình. Con đăng lên cái người ta coi, người ta thấy mặt cô người ta mới ta đâu có biết. Dạ. 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 Cô đi mua dây trang, bây giờ người ta biết. Gửi tiền mạnh quân ha. Giờ cô nhận giúp con ha. Con. Thì em cũng xin phép mạnh quân thì gửi cái số tiền này đến cho gia đình luôn. 9 triệu, hồi nãy là 9.600.000 đúng không? Đúng. 9.600.000 hỗ trợ cho cô Mai, chú Tâm, với bà. Bà nhận, cô nhận ha. Đây, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 9 triệu, 500. Hôm nay em có 100. Còn 100 ngàn nữa. Để con coi. Rồi 9 triệu thôi. Để em đưa đi chút rồi đưa lại ha. Rồi 9.600.000. Đó là những tình thương của quý nhà hảo tâm. Nhưng mà xem video của anh em á, cũng phát tâm mà thương gia đình và giúp đỡ cho gia đình của cô Mai. Một mình cô mà nuôi tới hai người bệnh. Cả nhà thấy ai cũng lớn tuổi hết. Mình rất là thương. Cho cô cảm ơn những người cũng thường thương giúp đỡ. Cô nói lớn. Cô rất là cảm ơn. Cảm ơn số mình tiền này cô mừng dữ lắm. Rồi cô đâu có nhớ tên người nào. Cô cảm ơn mạnh thường quân. Dạ. Được nhiều sức khỏe đặng giúp cho những người hoàn cảnh như cô vậy đó. Dạ. Cố gắng lên nha cô để lo cho những người đó mua bài bán đất làm ăn phát đạt. Em cũng xin cảm ơn mạnh thường quân rất là nhiều luôn. Dạ. Rồi cảm ơn mấy con. Cảm ơn mấy con nữa hả? Ừ. Tại có mấy con, mấy cô mới được tiền chứ không có mấy con nữa đâu. Thương cô không? Bà ơi! Bà, hôm nay mạnh thường quân gửi sữa rồi gửi tiền cho bà nữa kìa, bà có mừng không bà? Đây, bà thương bà không? Bà không biết nha. Hồi nãy là Bagina đã trao cũng số tiền là cũng không nhỏ mà cũng không lớn, mà cũng được một cái quà là đến sữa cho gia đình, là 10 hộp sữa này cũng được mấy tháng trời nữa chị. Thì cũng giúp đỡ cho cô là được cái gánh nặng là được mấy tháng hả cô? Tiền sữa. Quá trời sữa luôn, sữa canxi cho người lớn tuổi á. Bây giờ thì nãy là bên Bagina và Minh Quận và Cường Kagamen và em là Hà Quốc Tấn và Tấn Như Chu thì cũng đến nhà cô là cô Mai là 61 tuổi, là do là hai nuôi hai người là nằm đang nằm giường, nhưng mà một người thì người mẹ 81 tuổi, là trong khi đó là cách đây 2 năm thì đã tai biến dẫn đến là giờ là nằm là 2 năm nay hả cô? Dạ là cô là 2 năm nay, 2 năm trước thì chú chưa có bị gì. Chú chỉ có mắc cái chứng bệnh là giống như là sỏi thận. Sỏi túi mật thì lên bệnh viện Sóc Trăng thì mổ 3 lần thì cuối cùng là nhiễm trùng, rồi xong là quay lên tới chuyển đi Cần Thơ thì cuối cùng thêm một bệnh nữa là bệnh gì cô? Ung thư ruột già. Trời ơi, thêm cái bệnh là bệnh nhà giàu nữa chị em, ung thư ruột già. À, rồi trong cái mổ thì gia đình thì không có tiền, thì lối xóm thì cũng đã giống như giúp đỡ gia đình là cho mượn chứ không phải là cho không. Cho mượn nhưng mà không có tính lãi. Coi như là cô làm nếu mà có dư 100-200 thì chị sẽ trả cho người ta. Dạ thì cũng cảm ơn lối xóm ở đây là tình thương rất nhiều. Anh em ruột còn chưa chắc được như là tình lối xóm như vậy. Anh em ruột khổ. Cô nói chuyện lớn lên luôn. Mấy cái em cô khổ lắm, không có đứa nào giúp được nhiều đâu. Biết cho 500 triệu là đủ lắm. Dạ. Thì qua Facebook của em là Tấn My Chu và kênh YouTube của em Hà Quốc Tấn và Tấn My Chu luôn, để có một số tiền nho nhỏ gửi đến gia đình để cho cô tiếp tục để lo cho người mẹ già và chồng mình đang bị bệnh nặng. À, con sẽ trao là 2.700.000 bên Facebook của con. Cảm ơn lắm.
lớn tuổi. Hơi lớn. Với lại đúng không? Chào em động lòng. Chào em động lòng. Đây con chào cô. 500 triệu. 2 triệu. 2 triệu. 2 triệu. 2 triệu 7. Đó là tổng số tiền 2 triệu 7 bên Facebook của em là tính đi chung nhân chị em. Là cảm ơn cô chú anh chị em trên Facebook của em gần xa đã hỗ trợ tất cả những hoàn cảnh khó khăn sốc tranh, từ bệnh tật với những bệnh nhân nhỏ nhỏ lớn tuổi cũng có này có kia. Xin chúc anh chị em mạnh luôn luôn dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài. Và tôi không nói gì đâu. Rất rất tiền. Giao tiền là tới lúc giao tiền. Rất tiền rồi, rất tiền con. Dạ. Mười lắm, mười lắm tiền. Mười lắm rồi, mười lắm. Qua kênh của mấy anh thì cũng có rất nhiều quý nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân thì hỗ trợ cho gia đình của bà như chú ở đây để có tiền để trang trải cuộc sống, để vượt qua khó khăn lúc này là cô chú anh chị. Thật sự thì hoàn cảnh gia đình thì bà thì lớn tuổi, thì chú thì bệnh, gặp nhiều cái khó khăn lắm cô chú anh chị. Thì chú mình tâm cũng thấy giúp đỡ cho gia đình qua kênh mấy anh. Thì qua kênh thì em cũng thay mặt gia đình như anh em chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả cô chú quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm đã thương và giúp đỡ cho gia đình, cũng như tin tưởng mà anh em gửi tình yêu thương đến cho gia đình vượt qua khó khăn lúc này. Chắc em cũng xin hẹn cô chú anh chị những video tiếp theo, tại hiện tại thì mưa lớn rất là ồn cô chú anh chị. Em cũng xin chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, luôn bình an trong cuộc sống. Dạ, em xin chào. Yeah, that's what I'm talking about.